Kính chào bà con nông dân và quý khán giả của bản tin 365 ngày chuyển động. Những ngày này thì nông dân miền Tây dọn hàng trái cây ra sạp rộn ràng. Nhà vườn Lâm Đồng thì đang thu hoạch những cành hoa cuối cùng tại vườn để kịp bán Tết. Và bầu không khí đón xuân càng vui tươi hơn nếu như bà con nông dân bán được giá cao. 365 ngày chuyển động hôm nay xin gửi đến bà con và quý khán giả thông tin nông sản Tết. Sầu riêng được mùa được giá, nhà vườn miền Tây vui mừng với cái Tết đủ đầy. Nhộn nhịp chợ qua ven sông Tây Đô, nét đẹp văn hóa Tết miền Tây. Nhiều loại bonsai cây cảnh Đà Lạt gây sốt thị trường Tết Kỷ Hợi. Hoa lily thu hoạch mùa Tết, loại hoa ý nghĩa, được nhiều khách hàng chọn lựa. Phương pháp nào để bảo quản hoa sau thu hoạch hiệu quả và tươi lâu? Kính thưa bà con và quý khán giả, nhiều người ăn không có được sầu riêng bởi vì không có quen mùi. Nhưng mà tôi thấy là khi đã biết ăn rồi thì đôi khi là mình ghiền luôn đó Ngọc Như. Tôi nghĩ đó là trường hợp của tôi bởi vì lúc xưa tôi cũng không ăn được sầu riêng nhưng mà hiện nay thì tôi có thể ăn và thưởng thức cái mùi vị của nó. Dần bởi vì có nhiều người mê sầu riêng và quen được mùi như chị Ngọc Như vừa nói đây, cho nên sầu riêng luôn nằm trong danh sách trái cây ngon và có triển vọng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc năm 2019. Trong những ngày qua thì nhiều nhà vườn tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nơi được mệnh danh là Dương quốc sầu riêng, rất là vui mừng bởi vì sầu riêng được mùa trúng giá để có tiền rủng rỉnh ăn Tết lớn. Xã Cù Lao Ngũ Hiệp được xem là vùng trồng trọng điểm của Dương quốc sầu riêng, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bởi 90% nhà vườn trong xã trồng loại trái cây này với tổng diện tích khoảng 1.500 hectare. Với mức giá khoảng 60.000 đồng một ký như hiện nay, Tết này sầu riêng sẽ mang lại niềm vui chung cho nhiều nhà vườn ở địa phương, nông dân có thể an tâm đón Tết. Trong thời gian tới, địa phương sẽ thực hiện đề án tạo lập, quản lý và quảng bá nhãn hiệu sầu riêng Cai Lậy, qua đó có phương án quy hoạch vùng trồng sầu riêng cũng như phát triển những mô hình liên kết tiêu thụ giữa nhà vườn và các doanh nghiệp, đồng thời tìm đường xuất khẩu chính ngạch cho sản phẩm. Nếu Lai Dung nổi tiếng quýt hồng thì ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp có những vườn quýt đường triệu quả, như nhà của anh Cao Thanh Phong với diện tích 2.600 m2 trồng cây quýt đường đang vào mùa thu hoạch. Du lịch miền Tây thì du khách hoàn toàn có thể mê đắm trước vẻ đẹp của vườn sai trái ngọt nơi đây. Anh Phong là một trong những hộ nông dân đang thu hoạch quýt đường, dự kiến thu trên 20 triệu đồng từ bán quýt dịp Tết Nguyên Đán. Mời bà con cùng chúng tôi đi hái quýt Tết miền Tây. Có giá rồi đó. Anh Phong cho biết năm nay là năm thu hoạch đầu tiên, anh cũng là người tiên phong trồng quýt đường tại địa phương. Với vườn cây trái đẹp, triểu cành nên các thương lái trên địa bàn và huyện Phú Quốc đặt mua từ trước để phục vụ cho việc bán Tết. Ngoài ra, hàng chục hộ còn trồng nhiều loại hoa màu khác nhau như các loại cải, chanh không hạt và một số loại hoa màu khác đang chuẩn bị thu hoạch bán Tết. Với vụ màu và vụ cây ăn trái của bà con năm nay được giá cao, hứa hẹn sẽ đón một cái Tết sum dày và no đủ hơn. Tiểu thương và nông dân mang hàng ra chợ bán phục vụ cho người tiêu dùng hiện nay càng đông đúc nên chợ qua xuân ở các tỉnh thành càng nhộn nhịp. Nếu như các địa phương khác, trong đó có tỉnh Lâm Đồng thường vận chuyển qua kiển bằng đường bộ, thì ở Cần Thơ do có nhiều kênh rạch nên thương lái chọn vận chuyển bằng ghe xuồng vì rất là thuận tiện và đỡ tốn chi phí. Nhưng mà đây mới là nét đẹp, nét văn hóa ngày Tết miệt vườn sông nước miền Tây, hiếm nơi nào có được. Không khí Tết với hoa kiển dập dìu ở trên sông làm cho lòng người thêm nao nức mong chờ mùa xuân đến. Hoa kiển được chở bằng đường sông cập bến đưa lên đường Hoàng Văn Thụ, nơi được xem là nơi lớn nhất nhì thành phố Cần Thơ, vì có lượng chủ dựa hoa kiển cùng với các nhà vườn từ khắp nơi tập trung lại để trưng bày và bán hoa phục vụ nhu cầu chân Tết của người dân thành phố. Thị trường hoa kiển Tết năm nay khá đa dạng và phong phú về nhiều chủng loại, giá cả, tùy thuộc vào kích thước và số lượng của mỗi loại. Theo ghi nhận, nhiều và được ưa chuộng nhất vẫn là mai vàng, vạn thọ, cúc, hoa giấy, hạnh và một số loại cây phong thủy được tạo dáng dưới dạng bonsai. Hoàn toàn không thua kém những vùng khác về chất lượng nông sản. Ở xứ rau Đà Lạt, Lâm Đồng, nhiều loại rau quả không chỉ tươi ngon mà còn có hình dáng, màu sắc rất là đẹp. Vừa bán rau quả tươi đi các tỉnh thành, Tết này nhà vườn đã nhạy bén, đưa các loại cây vào chậu, uống cành, sửa dáng rồi tung ra thị trường. Ngay bây giờ thì mời bà con và quý khán giả, chúng ta hãy cùng điểm qua một vài sản phẩm nông sản độc đáo của Đà Lạt, được phóng viên 365 ngày chuyển động ghi nhận. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiều chủng loại như hoa hồng bonsai, sung mỹ, lavender, cúc họa mi thân gỗ, dưa pepino tí hon là những loại hoa kiển Đà Lạt được nhiều nhà vườn giới thiệu đến người tiêu dùng.
đang gây sốt thị trường Tết Kỷ Hợi 2019. Theo đó, giá những loại cảnh bonsai vừa chân đẹp vừa làm thực phẩm ở Đà Lạt tung ra thị trường dịp Tết năm nay dao động từ 150.000 đến 500.000 đồng một chậu, có loại hơn 1 triệu đồng một chậu tùy theo dáng thế. Thu hút khách hàng từ kiểu dáng cho đến các chủng loại độc lạ, nông dân Lâm Đồng còn có cách tiêu thụ độc đáo, đó chính là các giỏ quà Tết nông sản. Cách tiêu thụ này không phải là mới xuất hiện đây, nhưng mà vẫn tạo được sự mới lạ cho khách hàng chọn lựa bởi vì yếu tố thiết thực. Dân và nhìn những cái mặt hàng quà Tết này rất là gọn và nhẹ, và tôi nghĩ là anh Tuấn Anh cũng như là quý khách hàng cũng sẽ chú ý và lựa chọn. Năm nay thì một lần nữa nông sản Đà Lạt sẽ có cơ hội khẳng định được thương hiệu và nâng tầm giá trị. Vào lúc này, nhiều nhà vườn ở thành phố Đà Lạt đã sẵn sàng tung ra thị trường những giỏ quà Tết với nhiều loại nông sản có tiếng. Những loại rau củ có tiếng của thành phố Đà Lạt như khoai tây, cà rốt, củ dền, sau đó là cà chua, rang lá đưa vào giỏ quà Tết rất đẹp. Nông sản được đặt trong thùng giấy với màu sắc và kiểu dáng nhìn có vẻ đơn giản, gần gũi nhưng lại không kém phần sang trọng. Giỏ quà nặng từ 7kg, gồm 6 cho đến 7 loại nông sản có giá khoảng 500.000 đồng. Các loại này được trồng theo hướng sạch, công nghệ cao. Tết là thời điểm tăng thu nhập cho nông dân hơn những ngày bình thường nếu như trúng giá. Nhưng mà đón đầu thị trường thì không phải là chuyện dễ. Vâng, đúng là không phải. Biết được người tiêu dùng cần gì để sản xuất thì dễ. Nhưng mà có một điều bà con chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Đó chính là tập trung mạnh cho sản lượng và chất lượng để cạnh tranh. Và tôi nghĩ là một số loại hoa đặc thù chỉ trồng được ở xứ lạnh như Đà Lạt thì hoàn toàn không có đối thủ. Vâng, và đó là những cái loại hoa nào. Bây giờ thì mời quý khán giả và bà con nông dân xem tiểu mục Nông nghiệp trên rừng phát triển, xem nhà vườn thu hoạch hoa và bảo quản hoa đẹp cho ngày Tết như thế nào. Kính thưa bà con và quý khán giả, phục vụ qua Tết, năm nay toàn tỉnh Lâm Đồng canh tác hơn 400 hectare qua Lai Ơn. Đến thời điểm hiện tại thì qua Lai Ơn đã được thu hoạch để vận chuyển đi các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Bắc. Được biết, năm nay hoa Lai Ơn cho hoa đẹp, chất lượng nhưng mà giá lại không cao bằng những năm trước. Hoa Lai Ơn là loài hoa được thu hoạch sớm nhất so với các giống hoa khác. Chuyên chở cũng vất vả hơn vì phải dùng xe lạnh để đảm bảo hoa tới nơi an toàn, không bị bung nở, dập héo trong quá trình vận chuyển. Nếu hoa Lai Ơn mang ý nghĩa của sự hẹn hò hoặc là một cuộc họp vui vẻ và lời hẹn cho ngày mai, thì hoa ly từ lâu đã được mệnh danh là một loài hoa thanh cao và quý phái. Nó không những tượng trưng cho sắc đẹp, đức hạnh mà còn là sự kiêu hãnh và cả tình yêu cao thượng, thủy chung. Chính bởi vậy mà hoa ly không chỉ thích hợp để tặng mẹ, tặng người yêu, mà còn rất là hợp cho ngày chúc mừng, ngày tốt nghiệp hay là khai trương. Nhân và hiện nay thì hoa ly nó có ba màu như thế này, màu trắng, màu vàng và màu hồng. Có loại thơm và không thơm, và mỗi loại thì có giá khác nhau. Hoa ly khó trồng nhưng mà nếu như có kỹ thuật trồng thành công thì nhà vườn chắc chắn sẽ có thu nhập khá là cao. Năm nay chuẩn bị Tết, nhà vườn ở Lâm Đồng mà đã chăm sóc cẩn thận như thế nào, mời bà con xem ghi nhận của phóng viên chương trình. Nhà nông Lê Văn Diệp ở phường 5 thành phố Đà Lạt có kinh nghiệm trồng hoa ly hơn 5 năm nay. Không như nhiều nhà vườn khác chỉ trồng ly vào dịp Tết, anh trồng ly quanh năm với giá bán ổn định trung bình khoảng 50.000 đồng một bó. Thu nhập từ vườn hoa ly mang lại có thể nói cao hơn rất nhiều lần so với các loại hoa khác. Mỗi tháng là mình xuất đi là cỡ chừng 10.000 cành. Là nếu mà nói về cái hoa ly này thì mình có cái thu nhập nó đỡ hơn. Khác với nhà nông Lê Văn Diệp, nhà nông Nguyễn Bá Tư ở phường 5 thành phố Đà Lạt chỉ canh tác hoa ly một mùa Tết trong năm, với giá bán cao hơn gấp nhiều lần thì trồng ly Tết là một trong những cách làm giàu của bà con nông dân ở Đà Lạt. Tuy nhiên, để qua nở đúng độ, không bị nở sớm hay nở muộn sẽ làm giảm giá trị của qua, thì mỗi người lại có những kinh nghiệm khác nhau. Cái này là theo cái quy trình rồi, tùy theo. Nông dân thì tùy theo người chăm sóc, con người thì chăm sóc theo cái quy trình, cái canh tác từ xưa để lại. Còn con người thì áp dụng theo cái khoa học kỹ thuật mới bây giờ, như hoa ly mình trồng muốn cho đẹp, màu sắc chuẩn và nó sáng, đẹp. Độ bền cao thì mình buộc phải chăm sóc theo cái công nghệ bây giờ, như là mình có thể là tưới phân hay là tưới vi lượng đầy đủ như mangan, magie, sắt, kẽm, đồng, molybden đầy đủ thì cây hoa ly của mình bền, màu sắc nó đẹp hơn so với những người khác.
nhà nông Nguyễn Đức Uy cũng có hơn 40.000 cây hoa ly, chủ yếu là giống ly ù, hoa to màu vàng, đỏ và hồng. Theo người nông dân này thì để hoa to nhiều bông, tỷ lệ loại 1 nhiều thì lúc mua củ giống nên mua loại củ to. Mặc dù có đắt hơn nhưng đảm bảo tỷ lệ hư hỏng ít, trồng lên cây khỏe mạnh. Trồng hoa ly là hướng đi mạo hiểm vì vốn đầu tư nhiều, kỹ thuật chăm sóc cao, nhưng nếu như thành công thì không gì lãi bằng hoa ly. Làm 1 ăn 2, 3, 4. Chính vì vậy, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn trồng ly, đặc biệt là trồng để bán trong dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, toàn thành phố Đà Lạt xuống giống 75 hectare hoa ly với sản lượng khoảng 25 triệu cành. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các nhà vườn đã nhận cọc từ các đầu mối buôn bán ở khắp cả nước, chỉ chờ đến những ngày cận Tết là cắt giao hoa đi các nơi. Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, để tránh tình trạng dồn hàng dội chợ cùng với tình trạng kẹt xe như hàng năm dẫn đến hoa bị hư hỏng, các nhà vườn nên có kế hoạch cắt hoa bán sớm, không ngâm hàng đợi giá sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cũng như là thu nhập của bà con nông dân trong dịp này. Hiện việc bảo quản lạnh hoa Đà Lạt sau thu hoạch thường áp dụng hai phương pháp bảo quản là bảo quản khô và bảo quản ướt. Hoa Đà Lạt đẹp cũng do những cách bảo quản cẩn thận như vậy. Cụ thể, phương pháp bảo quản khô, hoa sau thu hoạch được khử nhiệt, nạp hóa chất đưa vào phòng mát. Khi gốc hoa khô, đặt trong giấy mềm rồi đóng thùng, lấp đầy bằng vật liệu cây để ngăn hơi nước thoát ra. Giai đoạn bảo quản khô tối ưu từ 16 tuần cho đến 24 tuần đối với hoa cẩm chướng, từ 2 đến 8 tuần đối với các loại hoa hồng môn, cúc, lai ơn, lily, thủy tiên, hoa hồng, mẫu đơn, thiên điểu, tulip. Với phương pháp bảo quản ướt, hoa cắt cành được cắm ngay vào nước hoặc dung dịch bảo quản ấm khoảng 40 độ C nhằm tăng khả năng hút nước và độ cứng của mô cây. Giai đoạn bảo quản ướt tối ưu hoa mõm sói đến 8 tuần, hoa đồng tiền, cẩm chướng và lily từ 3 đến 4 tuần. Tỉnh Lâm Đồng đầu tư mạnh và chuyên nghiệp rau hoa nên không thẹn là vùng trồng rau hoa có tiếng cả nước. Đối với những khu vực chuyên canh các loại rau hoa, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ 5 doanh nghiệp nhập nội 270.200 cây giống rau hoa có bản quyền cho năng suất và chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Song song với các chương trình hỗ trợ nói trên, ngành nông nghiệp còn khuyến khích bà con tiếp tục đẩy mạnh thâm canh cây trồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi, nâng cao chất lượng giống cây trồng. Phấn đấu đến hết năm 2019, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên mỗi hecta canh tác đạt 175 triệu đồng một hecta, tăng thêm 6 triệu đồng một hecta một năm so với năm 2018. Trong đó, những diện tích canh tác nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được giữ vững với thu nhập đạt từ vài trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng một hecta một năm. Phấn đấu đến hết năm 2019, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên mỗi hecta canh tác đạt 175 triệu đồng một hecta, tăng 6 triệu đồng một hecta một năm so với năm 2018. Trong đó, thì những diện tích canh tác nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được giữ vững với thu nhập đạt từ vài trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng một hecta một năm. Với những giải pháp đưa ra được thực hiện đồng bộ chặt chẽ từ sản xuất tiêu thụ, đặc biệt là đầu tư công tác bảo quản sau thu hoạch, thì đời sống của nông dân sẽ hoàn toàn thay đổi và người dân đồng lòng thực hiện tiếp tục nâng cao tay nghề, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao sẽ đạt được giá trị lớn. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã đón xem 365 ngày chuyển động. Bản tin đồng hành với nông dân, cập nhật nhanh thị trường nông sản và những chuyển động sản xuất kịp thời hiệu quả. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.